Ngọc Anh. Mẹ, sao mẹ tới giờ này vậy mẹ? Mẹ lo cho con quá. Mẹ vô nhà nói chuyện với con nha. Mẹ à, mẹ đừng có tới đây thường xuyên nữa, người ta sẽ nghi ngờ đó. Mẹ lo cho con lắm Ngọc Anh à. Nghe lời mẹ đi, con nghỉ làm ở đây đi, rồi con trở về nhà, mẹ sẽ cố thu xếp ở nơi khác cho con tới sinh sống. Mẹ để con từ từ suy nghĩ được không? Con từ từ suy nghĩ cái gì nữa chứ, cứ làm theo lời mẹ đi. Chẳng lẽ con đợi tới lúc cái thai lộ ra rồi người ta dị nghị con mới chịu rời đi hay sao? Con nhất định phải nghe lời mẹ. Con mà không chịu xin nghỉ thì sáng mai mẹ sẽ nói chuyện với Dượng của con, để Dượng nói chuyện với bên Xu gia. Mẹ à, mẹ. Thôi được rồi, con sẽ nghe theo lời của mẹ, con sẽ nghỉ làm ở đây. Nhưng mà mẹ cho con thư thả vài ngày được không mẹ? Nếu con đã quyết định rồi thì phải đi ngay lập tức, con còn nấn ná đây làm gì nữa chứ? Con chỉ muốn gặp anh Bảo thêm một lần nữa thôi. Con gặp nó để làm gì? Không lẽ con muốn nói cho nó biết về đứa bé này hay sao? Mà nếu nó biết rồi thì sao? Liệu thằng Gia Bảo nó có đủ bản lĩnh để bảo vệ cho hai mẹ con hay không? Con không nói đâu. Con sẽ không để cho anh Bảo phải khó xử khi mà phải lựa chọn giữa chữ hiếu, sự nghiệp và mẹ con đâu. Con chỉ muốn gặp anh một lần thôi. Dù lần gặp này là lần sau cuối nha mẹ. Thôi được rồi, mẹ sẽ cho con một tuần để con xin nghỉ và gặp thằng Bảo. Nhưng tuần sau con phải theo mẹ về nhà và rời đi nơi khác sống ngay, nghe con. Ngọc Anh. Anh Bảo, anh đến từ lúc nào vậy? Ngồi xuống đi. Sao chuyện quan trọng như vậy mà em không nói cho anh biết sớm, mà lại âm thầm chịu đựng một mình như vậy chứ? Đứa con nhất định phải có cha, tuyệt đối không có trở lực nào có thể chia cắt chúng ta được. Anh sẽ đi nói rõ ràng chuyện này với ba mẹ và Nhã Hơn biết. Không được đâu anh Bảo, không thể nào nói chuyện này được, không thể cho mọi người biết được. Cậu đừng có nông nổi như vậy. Chắc chắn mẹ cậu sẽ đứng về phía Nhã Hơn, bà ấy sẽ không bao giờ chấp nhận cho đứa con của Ngọc Anh chào đời. Nhưng con không thể nào để đứa bé nhà Ngọc Anh rời xa con được. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Nếu Nhã Hân nó mà biết được chuyện này thì tôi cũng không biết nó sẽ dùng cách gì để đối phó với hai mẹ con Ngọc Anh. Tới lúc đó thì cậu có bảo vệ được cho con gái tôi và cháu tôi hay không? Tạm thời tôi sẽ đưa Ngọc Anh lên Sài Gòn để nó ổn định cuộc sống và sinh con. Cậu có thời gian thì tranh thủ lên thăm Ngọc Anh để động viên tinh thần cho nó. Và trước mắt cậu phải giấu kín chuyện này. Cả tôi cũng sẽ không nói gì cho Dượng của Ngọc Anh biết hết. Cậu nghe lời tôi, đừng có nói ra chuyện này. Nếu như cậu mà nói ra thì người khổ sẽ là Ngọc Anh đó. Dạ con biết rồi. Trước mắt cứ làm theo lời bác. Con sẽ thu xếp vô Sài Gòn với lý do là đi công việc, để cho Ngọc Anh đi chung. Không thể cùng xuất phát một lúc được, Nhã Hân nó sẽ nghi ngờ. Tôi với Ngọc Anh sẽ đi trước chờ cậu. Khi nào cậu thu xếp được thì đến đó gặp nhau rồi cùng đi. Dạ
Vậy cũng được. Anh về rồi hả? Dạ. Mình có nên nói cho ông biết chuyện con Ngọc Anh hay không? Không, không được. Ông rất thương Nhã Hân. Chuyện Ngọc Anh mang thai sẽ khiến cho ông ấy vô cùng tức giận. Sao? Sao hả? Dạ, không có gì. Mình phải bảo vệ con gái của mình thôi. Nhưng mình phải nói làm sao để rời khỏi nhà đi. Còn sự biến mất của Ngọc Anh nữa, mình sẽ phải giải thích làm sao đây. Nhưng bây giờ không thể nghĩ được nhiều nữa rồi. Cứ lo cho Ngọc Anh nó an toàn trước đã. Mà sao vậy? Dạ. Ông hỏi gì? Hôm nay bà sao vậy? Con Anh nó không được khỏe hay sao? Mà tôi thấy bà có vẻ lo lắng quá vậy. Tại vì tôi đang suy nghĩ một chuyện. Tôi muốn xin với ông. Chuyện gì? Ông à, ngày mai tôi muốn đi theo đoàn Phật tử của chùa hành hương. Chắc là đi một tuần. Rồi sao? Rồi sao hả? Từ trước giờ bà chỉ đi chùa, chứ có bao giờ đi hành hương theo đoàn đâu. Sáng nay bà lại có ý định đó vậy? Nhà cửa đều do một tay bà quản lý trong ngoài. Bây giờ bà đi ai lo? Lúc này nhiều chuyện xảy ra quá. Tôi muốn theo đoàn đi hành hương để thấy an lòng hơn. Tôi cũng sẽ sắp xếp nhà cửa ổn thỏa hết. Ông cứ yên tâm. Bà đã nói vậy rồi á, thì bà cứ đi đi. Tôi cũng phải là người khắt khe, cứ giữ bà rú rú trong nhà. Dạ, tôi biết rồi. À, bà thu xếp quần áo chưa? Chưa, tôi phải hỏi ý kiến của ông rồi tôi mới dám quyết định được. Thôi bà đi thu xếp đi. Dạ. Ba mẹ. Nè, sao mẹ gọi điện thoại mà con không nghe máy mẹ gì? Con đi gặp khách hàng, chắc là điện thoại con hết pin. Anh ăn gì chưa? Để em kêu chị nữ dọn cơm cho anh ăn nha. Thôi khỏi, không cần đâu. À, con mới vừa đi gặp khách hàng. Anh này muốn giới thiệu một khách hàng mới cho con, nhưng mà ở tận Sài Gòn lận, cho nên là ngày mai con sẽ lên gặp họ. Ừ, vợ chồng con thu xếp cùng lên đó con một chuyến cũng được. Có hai vợ chồng cùng bằng bạc chăm sóc nhau cũng tốt. Con đi một mình ba. Sao vậy? Thì con lên đó rồi về liền mà, cho nên là đi một mình thôi. Nhã Hân phải ở nhà để mà trông coi sản xuất vụ trà mới. Con tính như vậy cũng được. Con nè. Dạ. Con đi một mình liệu có. Mẹ, mẹ đừng có lo. Cứ để anh Bảo đi đi. Con thấy là anh Bảo cũng rất giỏi trong việc thuyết phục khách hàng. Lần trước cũng có nhiều khách hàng bị anh ấy thuyết phục, mà nhờ đó công ty mình ký được hợp đồng đó. Với lại chắc lần này khách hàng toàn là nam, con là nữ, gặp nhiều cũng không tiện. Ồ, vậy cũng được. Nè, con định chừng nào con đi? Con muốn xúc tiến công việc càng sớm càng tốt, để sản phẩm của chúng ta sớm ra mắt với thị trường. Con tính là ngày mai đi. Con bây giờ biết tập trung lo cho công việc, bà thấy vui lắm. Dạ. Từ lúc lấy vợ tới bây giờ, tôi thấy con trai mình nó biết lo lắng, nó suy nghĩ nhiều hơn đó. Để em thu xếp quần áo cho anh nha. Thấy vợ chồng nó yêu thương ghê chưa? Con của mẹ
Dù con là con trai hay con gái, mẹ cũng sẽ yêu thương con. Mẹ xin lỗi, chỉ từng có ý nghĩ muốn từ bỏ con. Con hãy tha lỗi cho mẹ. Mẹ không biết tương lai hai mẹ con mình rồi sẽ ra sao, nhưng mẹ nhất định sẽ chăm lo cho con chu đáo, bù đắp những thiếu thốn của con. Nhã Hân, em tìm chị có chuyện gì không? Đi với tôi. Đi đâu? Cứ đi rồi biết. Nhưng mà Nhã Hân. Vậy là mọi chuyện đã ổn hết rồi. Lát nữa mình gọi điện thoại cho Ngọc Anh thông báo để cô ấy chuẩn bị đi trước. Cô ta về phòng trước mình mà. Sao đồ đạc lúng túng vậy? Cô ta đi đâu và làm gì giờ này? Chị ngồi xuống đi. Chị có nhớ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày sinh nhật chung của hai chúng ta. Tôi đã từng hứa với chị, mỗi năm vào ngày rằm tháng tư, hai chúng ta sẽ cùng nhau thổi lên, cùng nhau ôn lại kỷ niệm. Tôi sẽ là người bạn duy nhất của chị, là một đứa em thân thiết, dù có xảy ra những chuyện buồn vui giận hờn. Hôm nay tôi kịp nhớ tới lời hứa này. Nhã Hân, tại sao hôm nay em lại cư xử như vậy? Chị hỏi tôi tại sao? Tôi cũng không biết nữa. Mỗi khi tôi nhớ lại lời thề của chúng ta thì tôi lại không dằn được cảm xúc. Chị xin lỗi em, là tại chị. Chị đã xóa bỏ lời thề của hai chúng ta. Chị không chỉ xóa bỏ lời thề mà chị còn gây cho tôi đau đớn tận tâm can. Chị biết không? Tại sao vậy? Tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy? Tôi chỉ muốn thực hiện lời hứa để trả lại chị chiếc khăn này. Một khi tình cảm đã rạn nứt thì không thể nào hàn gắn được. Tôi sẽ xóa sạch những ký ức của tuổi thơ có liên quan đến chị. Cũng như những quán thù đang dè dò chúng ta mấy năm qua. Không, chị không muốn chết. Chị xin lỗi em. Cô
Huy đâu giờ này mới về? Hả? Cô sao vậy? Cô làm sao vậy? Nếu anh có được người anh yêu thì anh có cố giữ cho người ấy ở bên mình mãi mãi không? Sao tự nhiên cô lại hỏi tôi điều này? Hôm nay tôi thấy cô có điều gì đó khác thường thì phải. Cô có chuyện gì đúng không? Anh trả lời tôi đi. Tôi đã và đang bằng mọi giá bảo vệ tình yêu của mình, cho nên cô đừng làm khó tôi và cậu anh. Nhã Hưng à, tôi xin cô đó, cô hãy để cho tôi và cậu anh ở bên nhau có được không? Cô hãy quên hết mọi hận thù đi. Thực sự là tôi rất mệt mỏi, và Ngọc Anh càng mệt mỏi hơn khi có sự xuất hiện của cô. Cô có biết điều đó không? Quên à? Tôi cũng muốn quên lắm chứ. Có những chuyện đâu phải nói quên là quên được đâu. Vậy nếu tôi nói là anh phải quên đi tình yêu của anh và Ngọc Anh, anh có làm được không? Chuyện với tôi và Ngọc Anh khác cô. Bởi vì Ngọc Anh đã... Không được, mình không thể nói ra chuyện Ngọc Anh có thai. Cô ta sẽ đối phó với Ngọc Anh. Cứ để Ngọc Anh đi khỏi đây trước đã. Thôi bỏ đi. Em định hỏi cậu là có gặp Ngọc Anh không vậy? Bác nói vậy là sao? Chẳng phải chúng ta đã hẹn với nhau là bác với Ngọc Anh đến đây, còn đến đây đón hai người mà. Đúng là tôi với Ngọc Anh có hẹn với nhau, nhưng mà khi đến nơi không thấy nó đâu hết, gọi điện thoại nó cũng không bắt máy nữa. Tôi không biết nó có ra đây trước gặp cậu hay không, cho nên tôi chạy ra đây luôn. Sao kỳ vậy? Vậy là Ngọc Anh đi đâu? Hay là cậu gọi điện thoại cho nó đi. Dạ. Cô ấy không bắt máy. Trời ơi, không biết con nhỏ có gặp chuyện gì hay không nữa. Không bắt máy à? Hay là bây giờ mình trở lại nhà máy đi bác. Ừ, cũng được. Dạ. Nghĩ là có chuyện gì xảy ra cho Ngọc Anh không? Tôi chỉ có mình nó, nó có bề gì chắc tôi không sống nổi quá. Chắc là không sao đâu, bác đừng lo lắng quá. Để con hỏi mọi người thử xem sao, bác đừng nói gì hết nha. Ừ. Cậu Bảo, cậu tới tìm cô Ngọc Anh hả? Chú thấy Ngọc Anh không? Cô ấy còn ở đây hay đã ra ngoài rồi? Dạ, sáng giờ tôi không thấy cổ. Ý chú nói là sáng giờ Ngọc Anh đã ra ngoài rồi hả? Tôi giữ chìa khóa cổng đây mà, nếu sáng giờ cô Ngọc Anh đi thì tôi phải biết chứ. Không lẽ cô ấy đi từ tối qua? Tối qua tôi có nghe nói cô Hân tới kiếm cô Ngọc Anh rồi hai người ra ngoài. Hình như tối hôm qua cô Ngọc Anh không có quay về. Cái gì? Nhã Hân gặp Ngọc Anh hả? Không lẽ là những điều tôi từng lo sợ đã xảy ra sao? Nhã Hân đã đối phó với Ngọc Anh rồi, vậy mình phải làm sao đây? Đi, mình phải cứu Ngọc Anh. Phải cứu Ngọc Anh thôi. Bác bình tĩnh đi. Bây giờ chúng ta về nhà rồi tìm lại thử coi cổ xem sao. Cậu Bảo ơi, cô Ngọc Anh có chuyện gì hả? Dạ không có chuyện gì. À, chú ở đây khi nào Ngọc Anh về thì lập tức điện thoại cho tôi biết liền nha. Dạ. Cảm ơn chú. Đi. Đi bác. Dạ.
Thưa ba mẹ con đi làm. Chồng con đâu rồi? Anh đi từ sớm rồi mẹ. Thôi con đi làm. Báo, sao con lại đi với bà ta? Ngọc Anh đâu? Tôi hỏi là Ngọc Anh đâu? Cô đi giấu Ngọc Anh ở đâu? Nói mau. Nhã Hân à, dì xin con đó. Con muốn oán hận thì cứ trút hết lên dì đi. Xin con hãy tha cho Ngọc Anh, đừng làm hại nó. Tôi không hiểu hai người đang nói cái gì vậy? Tối hôm qua cô đến gặp Ngọc Anh, cho nên Ngọc Anh đã không về nhà máy. Nếu như cô không giấu Ngọc Anh thì tại sao Ngọc Anh không về nhà máy? Đúng, tối hôm qua tôi có gặp chị ấy, nhưng sau đó tụi tôi đã chia tay. Và ai về nhà nấy? Chị ấy lớn rồi, có chân có tay, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, sao mà tôi biết được? Ngọc Anh không thể nào mất tích một cách vô lý như vậy được. Sáng nay dì đã hẹn với nó đi cùng với cậu Bảo xuống Sài Gòn. À, thì ra anh đi gặp khách hàng và không muốn tôi đi cùng. Lý do là đây. Bây giờ không phải là lúc cô truy tội tôi. Cô hãy nói thật cho tôi biết Ngọc Anh đang ở đâu. Cô giấu Ngọc Anh ở đâu? Tôi không giấu và không việc gì phải giấu hết. Bởi vì cô biết Ngọc Anh đã mang thai với tôi. Hả? Cho nên cô muốn hãm hại Ngọc Anh có phải không? Trời ơi. Trời. Thì ra lâu nay hai người lừa dối tôi. Vậy mà tôi đã từng nghĩ là sẽ xóa bỏ hận thù vì tình cảm chị em. Không ngờ tất cả chỉ là sự lừa dối. Tất cả mọi người đều muốn làm tổn thương tôi. Chính vì con oán hận cho nên con mới hãm hại Ngọc Anh. Con biết Ngọc Anh nó mang thai cho nên con mới sinh lòng đố kỵ với nó. Có đúng như vậy không? Nè bà kia, bà đừng quy kết tội con dâu tôi như vậy. Tôi nói cho bà biết nha, cho dù cô Ngọc Anh nó mang thai đi chăng nữa, tôi cũng không nhìn nhận đứa cháu sinh ra từ địa vị thấp hèn. Tôi chỉ nhận đứa cháu nội do con dâu tôi cưới hỏi thôi. Tôi nói cho bà biết, sau này nhất định bà sẽ hối hận. Mắc cười quá, việc gì tôi phải hối hận? Tôi cho bà hay, Nhã Hân sau lần bị tai nạn, bác sĩ cho biết nó đã bị vô sinh. Nó không thể nào sinh con được nữa. Bà chê con do con gái tôi sinh ra, vậy thì đừng hòng bà có cháu nội ấm bầu. Nè, bà ăn nói lung tung cái gì đó? Không thể có chuyện mà con dâu tôi không thể mang thai được. Bà không tin thì bà cứ việc hỏi Nhã Hân đi. Sự thật thì mãi mãi vẫn là sự thật, có cố che đậy thì cũng không bao giờ che đậy được đâu. Có phải thật như vậy không hả con? Chuyện bà ấy nói hoàn toàn là ngụy biện phải không con? Phải không? Ngọc Anh, Ngọc Anh. Ông bà. Anh Ngọc Anh, con có bị làm sao không con? Ngồi xuống đi. Em thấy trong người như thế nào rồi? Nói cho anh nghe đi. Em có bị làm sao không? Em thấy trong người em thế nào rồi? Nói cho anh biết đi. Ai đã làm hại em vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy con? Có phải người ta đã giấu con? Con cứ nói ra đi, con đừng có sợ, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con. Đúng rồi, nói đi Ngọc Anh. Chị nói đi, tôi đã làm gì chị? Chỉ cần chị cùng tôi nhảy xuống thác này, cùng tìm về thế giới bên kia với anh Khôi, thì mọi ân oán của chúng ta có thể xóa bỏ được rồi. Không, chị không muốn chết. Chị xin lỗi em, chị hối hận lắm rồi. Em hãy tha thứ cho chị đi. Chẳng phải chị yêu Gia Bảo lắm hay sao? Vậy thì cùng tôi hãy kết thúc mọi ân oán đi. Vì chị cũng không muốn tôi kéo Gia Bảo vào chuyện này mà. Chị yêu anh Bảo, nhưng chị không thể, chị không đủ can đảm. Em tha thứ cho chị đi Nhã Hân. Vậy mà cũng nói được giả dối. Vậy mà cũng lên tiếng nhân danh cho tình yêu hả? Được giả tạo. Không đâu, chị thật lòng yêu anh Bảo. Chị xin em đừng chia cách chị với anh ấy nữa, được không? Giờ đây chị đã thấm thía nỗi đau mà em phải gánh chịu. Chị xin em hãy tha thứ cho chị đi Nhã Hân.
Chị xin em mà. Không, không thể được. Nhảy xuống đi, chị phải chết. Nhảy xuống mà, chị chết đi. Dạ Hân à, anh vừa yêu sự tinh nghịch, vừa yêu sự hiền lành, tốt bụng của em. Em mãi mãi là thiên thần của anh, em nhé. Anh Khôi. Nhã Hân à, có phải em đã bỏ qua tất cả hận thù của chúng ta hay không? Có phải em đã tha lỗi cho chị rồi đúng không Nhã Hân? Nhã Hân. Chị đi đi, tôi sẽ không nhắc đến chuyện thù hận nữa. Sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt của tôi. Chị đi đi. Nếu chị đi rồi, em sẽ đối xử như thế nào với anh Bảo? Em có đồng ý ly dị với anh Bảo hay không? Đó là chuyện của tôi, chị không cần phải biết. Hay là chị đang mong chờ điều gì khi chúng tôi ly dị với nhau? Không, không phải. Chị... Không phải sự ra đi, đó là giải pháp cuối cùng để chấm dứt mọi ân oán của chúng ta hay sao? Tại sao? Tại sao bây giờ lại do dự? Em hãy nói cho chị biết đi, có phải thời gian qua em ở gần anh Bảo, em yêu anh Bảo rồi đúng không? À, chị đang ghen ngược với tôi đó. Như vậy chứng tỏ là tôi đã thành công rồi. Khi Nhã Hân rời khỏi thác Lưu Ly thì con cũng về. Nhưng mà con vô ý bị trượt chân, điện thoại con cũng hết pin nên con không có gọi về nhà được. Rồi làm sao em về đây được? Sáng nay có người đi ngang nhìn thấy, giúp đưa em về nhà máy. Vậy đó nghe chú Phú nói anh và mẹ đến tìm em. Em lo có chuyện không hay nên em dỗ tới đây. Không ngờ em đến trễ. Bây giờ mọi việc đã phơi bày rồi. Các người lúc nào cũng cho tôi là người xấu. Chỉ có chị ta mới là đáng thương thôi. Chị hãy thôi khóc lóc, giả vờ tội nghiệp đi. Chị càng làm vậy, chị khiến tôi căm ghét chị thêm thôi. Nhã Hân à, chị xin em, em hãy tha thứ cho chị đi. Chị không hề muốn làm bất cứ điều gì gây tổn thương cho em đâu. Đủ rồi, tôi không muốn chứng kiến sự giả tạo của chị nữa. Tất cả các người đã bày ra cái trò mất tích này để hạ nhục tôi, đúng không? Thật ra là các người đang muốn công khai cái thai của chị cho mọi người biết. Không phải như vậy đâu Nhã Hân. Chị... Im đi. Đúng, đúng là tôi đã mất đi quyền làm mẹ. Tất cả là do hai mẹ con của chị ban cho tôi đó. Các người luôn miệng nói tôi xấu xa, tôi độc ác. Nhưng chính các người mới là xấu xa, mới là độc ác. Bây giờ một lần nữa, chị lại muốn dẫm đạp lên nỗi đau của tôi. Được, tôi sẽ không để chị toại nguyện đâu. Bình tĩnh đi. Dạ Hân à, trời bỏ nhà xuống đây. Kích động như vậy sẽ làm tổn thương cậu bác đó. Dạ Hân à. Dạ Hân à, trời ơi, đây là lỗi của dì. Con tha cho Ngọc Anh đi. Dì cầu xin con đó. Cũng bởi do dì thương con gái của mình nên đã làm tổn thương con. Là dì có lỗi với con. Dạ Hân, dì cầu xin con đó. Con bình tĩnh đi con. Có gì ba sẽ giải xếp cho con mà.
Phải rồi đó. Từ từ bình tĩnh rồi nói sao con à. Nghe lời mẹ đi con. Nhã Hân à, con buông tay đi. Nếu không thì con hãy giết gì đi. Nhưng mà con hãy tha cho Ngọc Anh và đứa bé trong bụng của nó. Bỏ dao xuống đi mà Nhã Hân. Em đi. Các người em đi. Em đi. Đều là do các người. Các người ép tôi Nhã Hân. Đừng 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 con à. Đừng. Trong lúc tôi đau khổ, có ai, có ai, có ai đứng đây cầu xin giúp tôi hay không? Đừng. Nhã Hân, có ai không? Có ai không? Nhã Hân à, chị quá đau khổ rồi. Nếu phải sống trong sự dày vò thì chị sẽ kết thúc cuộc sống này. Em hãy rũ bỏ mọi oán hận mà sống cho tốt. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, con ơi, em làm gì vậy Ngọc Anh? Ngọc Anh, sao lại xảy ra nông nỗi như vậy? Bà, ôi trời ơi. Chào ba. Dạ, chào ông. Ông tìm ai vậy? À, hình như ông là ông Quân phải không? Dạ, nhiều năm rồi tôi không ghé đây, nên muốn vào nhà thắp cho ông dạ, kim nhang. Dạ, di ảnh của ông chủ và cậu chủ đã được người thân ở nước ngoài về đem vô chùa rồi. Ngôi biệt thự này cũng đã bán cho người khác rồi. Cách đây cũng không lâu lắm, tôi được chủ mới thuê về để tới lui trông coi ngôi biệt thự này. Cảm ơn bà. Dạ, chào ông. Người thừa hưởng số tài sản còn lại của ông Đức chỉ còn một mình thằng Khôi thôi. Chỉ còn duy nhất có người anh trai ở nước ngoài của ông ta thôi. Hình như ông ta chỉ xuất hiện sau đám tang của ông Đức rồi nhanh chóng trở về bên đó. Theo mình biết thì gia cảnh ông ta rất giàu có. Tại sao lại bán ngôi biệt thự thờ phụng? Như vậy thì cũng tốt. Mình không nên quá đa nghi. Mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên. Có cuộc sống viên mãn đó thôi. Cái ghế này mình đang ngồi rất vững vàng. Con gái tôi sao rồi bác sĩ? Tình trạng của Ngọc Anh ra sao rồi bác sĩ? Cũng may là mọi người đưa cô ấy vào đây kịp thời. Hiện tại sức khỏe cô ấy còn rất yếu nên có hiện tượng động thai, cần tĩnh dưỡng một thời gian mới giữ được thai nhi. Cảm ơn bác sĩ. Ừ. Anh Khôi, em không biết mình phải tiếp tục cuộc sống này ra sao. Thì tất
tất cả trong em đều mất phương hướng hết rồi. Em đã nuôi ý nghĩ trả thù và cũng đã từng mềm lòng muốn buông xuống tất cả. Ngọc Anh à, không sao không sao, có anh bên cạnh em nè, anh sẽ luôn bảo vệ em, không ai làm hại gì em đâu, đừng có lo gì hết nha. Anh Bảo. Ngọc Anh à, em đó, hứa với anh nha, em đừng bao giờ dại dột như vậy nữa có được không? Trải qua thời khắc sinh tử, em mới cảm nhận được hạnh phúc bên người mình yêu quý giá biết chừng nào. Em hứa với anh, em sẽ cùng anh chiến đấu để giành lấy hạnh phúc. Em sẽ không mềm yếu và khuất phục đâu. Em sẽ không đầu hàng trước số phận. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Tại sao lúc đó mình không đủ nhẫn tâm để giờ đây nỗi oán hận trong lòng mình càng tăng lên gấp bội. Họ sẽ hạnh phúc bên nhau, sẽ sinh những đứa con bụ bẩm. Cộng mình tất cả chỉ là con số thôi. Mình sẽ theo anh con về bên kia thế gian. Anh Hân, sao con lại về đến giờ này? Sao con hốc hác quá vậy? Bộ xảy ra chuyện gì với con hả? Con không muốn nói gì hết, con chỉ muốn được ngủ thôi. Hân, em không có sao đâu, em ráng nằm ở đây mấy bữa nha, rồi anh sẽ đưa em về nhà. Em cũng khỏe rồi. Cô chào bác. Mẹ, con tỉnh rồi hả? Con thấy trong người thế nào? Con khỏe nhiều rồi mà mẹ. Em với bác nói chuyện đi, anh ra ngoài mua cháo cho em ăn. Bác có muốn ăn gì không, để con mua cho bác. Thôi được rồi, cậu cứ mua cho Ngọc Anh, không cần phải lo cho tôi. Dạ, anh đi chút nha, anh đi xe về liền. Dạ. Con gái của mẹ, tại sao lại phải khổ sở như vậy chứ? Mẹ là mẹ mà không làm được gì để bảo vệ cho con gái của mình hết. Mẹ thật là vô dụng mà. Mẹ à, con không sao đâu mà. Kể từ bây giờ con sẽ mạnh mẽ hơn. Bây giờ trong người của con đang mang một sinh mạng bé bỏng, là kết tinh tình yêu của con và anh Bảo. Con sẽ dùng sinh mạng của mình để bảo vệ con của con. Con không để cho con của con bị tổn thương nữa đâu. Mẹ hãy yên lòng đi, con sẽ không bao giờ gục ngã đâu. Không biết đã xảy ra chuyện gì,
mà Cao Thanh đã về lại quể quải như vậy. Tính nó bướng bỉnh, có hỏi thì chắc chắn nó cũng không nói. Ai gọi vậy ông? Ông Quân. Alo. Có phải đã xảy ra chuyện gì bên đó hay không? Sao tôi thấy con Thăng nó mệt mỏi về đây? Hỏi cái gì nó cũng không nói. Mấy người đã làm gì con gái tôi? Chuyện này cũng khó mà nói hết với anh qua điện thoại được. Anh giúp tôi coi Nhã Hân, đừng để nó suy nghĩ quẩn. Nghĩ quẩn là sao? Anh nói tôi nghe coi, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại nghĩ quẩn? Nè, các người làm gì con gái tôi á, tôi sẽ không để các người yên đâu. Chuyện này dài dòng lắm, chính chúng tôi cũng đang bối rối đây. Cứ để Nhã Hân nghỉ ngơi, rồi ngày mai tôi sẽ qua nhà anh, gặp nhau chúng ta sẽ nói chuyện. À, nhưng mà... Khoan. Đã xảy ra chuyện gì đây? Ủa? Không phải bà nói theo đoàn Phật tử lên chùa hành hương sao? Thì tôi định là vậy, nhưng giữa đường tôi thấy mệt quá nên quay về.
rồi đi. Chị mới xuất viện, sức khỏe còn yếu. Tôi đã sai người dọn dẹp căn phòng cho chị rồi. Chị cứ thoải mái như ở nhà. Cần gì cứ báo tôi một tiếng, tôi sẽ cho người đi mua giùm chị. Cảm ơn em. Không cần phải cảm ơn. Tôi là vợ anh Bảo, tôi có trách nhiệm phải chăm lo cho người, sinh con cho chồng tôi. Ừ. Tôi đã kêu chị nữ chăm sóc và hướng dẫn chị cách sinh hoạt trong gia đình rồi. Còn anh, đi với tôi tới công ty đi, chuẩn bị cho bản hợp đồng sắp tới. Cô có việc đi làm trước đi. Tôi muốn ở nhà thu xếp cho Ngọc Anh xong xuôi mọi chuyện trước, rồi tôi sẽ tới công ty để giải quyết công việc sau. Mấy ngày nay anh nghỉ làm, công việc bị động lại thế nào anh biết không? Bây giờ còn không tới giải quyết, đợi khi nào? Anh là đàn ông, là trụ cột trong gia đình thì phải lo việc lớn, không thể suốt ngày chú tâm vào những việc nhỏ nhặt như vậy. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn đó. Thưa ba mẹ con đi. Con. Bảo à, sao con lại cư xử trước mặt con Hân như vậy? Mẹ nhắc nhở con bao nhiêu lần rồi. Còn cô, cô đừng nghĩ là cô được bước chân vào trong cái gia đình này là cô làm quyền. Giữ khư khư thằng Bảo không buông, cô phải nên biết điều một chút chứ. Mẹ à, đây là quyết định của con. Mẹ đừng có hễ chuyện gì cũng đổ lỗi cho Ngọc Anh có được không? Cái gì? Bây giờ con gì nói mà cãi lại lời mẹ phải không? Mẹ có thể cư xử công bằng với Ngọc Anh có được không? Mẹ cứ như vậy làm sao con có thể tin tưởng để Ngọc Anh ở nhà một mình được chứ? Bây giờ ai ức hiếp nó? Con không lo đi làm, không quan tâm gì tới cái nhà này, thì mẹ mới thấy nó chướng mắt đó. Thôi thôi, thôi được rồi. Hai mẹ con bà đừng có cãi nhau nữa. Trong nhà này chưa đủ ầm ĩ hay sao? Mỗi người nhường nhịn nhau một chút đi. Bảo à, con là đàn ông, phải đặt sự nghiệp lên trên. Dạ. Bà cứ để từ từ con nó sắp xếp rồi nó đi làm, có gì đâu mà bà cứ hối nó. Ông không thấy con Hân nó giận nó bỏ đi sao? Hay là ông muốn nó bỏ về nhà luôn, để ba nó rút vốn khỏi công ty thì ông mới vừa lòng? Không sao đâu, em đừng có lo lắng, có anh ở đây rồi. Để anh kêu chị nữ sắp xếp chỗ ở cho em, anh đến công ty sẽ điện thoại cho em. Thôi khỏi đi, công việc đó có người ta lo rồi, con lo đi làm đi. Dạ, thưa ba mẹ cô đi làm. Em đừng lo lắng quá, không sao đâu, có anh ở đây rồi. Dạ. Nó đúng là kẻ giả tạo mà. Nếu không vì đứa cháu nội á, thì nó đừng có hòng đặt chân một bước vào cái nhà này. Tôi thật sự không hiểu, tại sao cô biết rằng cô không có khả năng làm mẹ mà cô lại cố tình lấy tôi là vì cái gì chứ? Về tài sản à? Chắc là không. Tình cảm thì càng không. Thù hận thì không lý nào. Vậy là vì cái gì chứ? Vì cái gì à? Vì sự ích kỷ. Ích kỷ trong từng con người luôn có, chẳng qua là có người lộ ra, có người che giấu mà thôi. Với tôi không có sự giả tạo. Sẽ đến một lúc anh nhận ra rằng Ngọc Anh không yêu và hy sinh vì tình yêu dành cho anh đâu. Tôi không muốn tranh luận với cô nữa. Tôi đã từng vì tình cảm của Ngọc Anh mà sống tốt với cô, nhưng mà tôi không ngờ cô liên tiếp muốn hãm hại Ngọc Anh. Tôi đã hãm hại chị ta? Rõ ràng tôi mới là người bị hại. Trước đây và cả bây giờ cũng vậy. Chỉ có anh là mù quáng mới tin là chị ta là người bị hại. Tôi không muốn tin những gì cô nói đâu. Tôi không biết là cô sẽ tiếp tục làm hại gì cô ấy, nhưng mà tôi nói cô nghe, tôi sẽ không để cho cô đạt được mục đích đâu. Đừng có phí công, phí thời gian. Những người bản lĩnh thì sẽ không nói ra bằng lời đâu, họ sẽ thể hiện bằng hành động.
Alo, con nghe nè mẹ. Sao rồi con? Con ổn, mẹ đừng lo cho con. Bây giờ con đang ở phòng riêng nghỉ ngơi. Con thấy khỏe lắm mẹ. Phòng ốc ra sao con? Có thiếu thốn gì không? Để mẹ mua qua cho con. Dạ, phòng lớn lắm mẹ, đầy đủ tiện nghi nữa. Mẹ không cần phải mua gì thêm qua cho con nữa đâu. Mà mấy người bên đó, họ đối xử với con như thế nào? Còn Nhã Hân, đâu có nói gì con không? Dạ, bây giờ con đang mang thai, nên mọi người đối xử với con rất là tốt. Mẹ cứ yên tâm đi. Con biết ứng phó bảo vệ mình mà. Dạ, vậy thôi, mẹ cũng nghỉ ngơi đi. Con cũng soạn đồ một chút. Có gì con gọi lại mẹ sau nha. Con mình bước vào nhà này rồi. Tạm thời mình nhẫn nại mà chịu đựng nha con. Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn. Mẹ nhất định làm tất cả để mẹ con mình được ở gần ba con. Mình không muốn mẹ buồn nên đành nói dối. Cũng không thể để anh Bảo vì mình mà lo lắng không yên. Tôi biết chị không an tâm khi để cháu anh ở nhà tôi. Từ hôm ở nhà anh Quân về, tôi đã rất muốn gặp chị để nói cho chị hiểu hơn về hoàn cảnh hiện tại của hai gia đình. Bản thân tôi là mẹ mà chỉ biết đứng nhìn con gái càng lúc càng lún vào hố sâu thù hận và tranh giành mà không có cách nào hóa giải được. Ý chị muốn nói tới Nhã Hân? Nhã Hân mang lòng oán hận nên mới quay về muốn kết hôn với Gia Bảo. Nó muốn trả thù Ngọc Anh và tôi. Nó chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi đau trong quá khứ. Giờ đây khi biết Ngọc Anh mang thai, nỗi hận trong lòng nó càng lớn hơn. Nhưng ngoài mặt Nhã Hân vẫn tỏ ra bao dung. Điều này khiến tôi càng lo sợ gấp ngàn lần. Lỗi lầm ngày đó đâu chỉ có hai mẹ con chị đâu. Chính tôi mới là người gián tiếp gây nên tội. Tôi không có cách nào ngăn cản con gái đừng quay về Gia Hưng. Nó quá yêu Gia Bảo cho nên bất chấp mọi nguy hiểm. Bản thân tôi thì không thể ở bên cạnh bảo vệ con gái mình. Tôi chỉ còn biết trông nhờ vào anh, thương tình mà che chở cho nó. Dù không có lời nhờ cậy của chị thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Ngọc Anh đang mang thai là cháu nội của tôi. Hơn hết tôi cũng quý mến cháu ở tính nết hiền lành nhân hậu. Có câu nói này của anh tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Trong thâm tâm tôi không bao giờ tôi quên những ân tình mà anh đã dành cho mẹ con tôi bao lâu nay. Những điều tôi có thể làm cho chị chỉ có vậy. Nhìn chị sống vui vẻ hạnh phúc thì lòng tôi cũng thấy được yên bình.
Anh nhìn cái gì vậy? Dạ đâu có nhìn gì đâu. Bà đi đâu giờ này mới về? Vô đây, vô tôi biết. Ngồi đó. Có phải bà tới thăm con nhỏ Phản Phúc nữa không? Tôi nói cho bà biết, tôi cấm không cho nó bước nửa bước vô nhà tôi, bà hiểu chưa? Dù sao thì nó cũng là con của tôi, tại sao tôi không thể nào lo cho nó được chứ? Được, nếu bà muốn lo cho nó, bà xách túi tới đó ở với nó đi. Tôi không chứa chấp cái đồ Phản Phúc trong cái nhà này. Ông đừng có quá đáng. Ông thương con gái ông thì tôi cũng phải biết thương con gái của tôi chứ. Để sao? Để sao hả? Bà đừng có trả treo với tôi. Tôi nói cho bà biết, không có tôi á thì mẹ con bà có được như ngày hôm nay không? Cũng vì mẹ con bà mà con Hân nó hận tôi bao nhiêu năm nay. Bà phải biết điều mà sống sao cho phải với tôi. Còn không á thì đến từ đâu thì trở về đó. Cuối cùng thì ông cũng đã mở lời. Thật ra trong lòng ông vốn đã không có tôi, đó chỉ là những ham muốn nhất thời mà thôi. Ông tạo ra làm gì để cho mẹ con tôi phải chịu oan nghiệt như vậy chứ? Tôi chưa từ bạc đãi mẹ con bà. Những lời hứa bảo bọc mẹ con bà tôi đã làm. Chỉ có mẹ con bà là không biết thân biết phận thôi. Con nói thiệt, nhà mình tự nhiên có người lạ vô, không quen gì hết trơn. Con nói thiệt, dì cũng thương bà chủ nè, chứ không thôi con nghỉ việc lâu rồi. Mà bà chủ ơi, bà chủ đừng có tức giận nha. Bà chủ tức giận là mau già lắm đó. Tao kỳ cái chữ già nghe chưa? Biết rồi. Biết sao được, chuyện lỡ dở thì phải đành thôi. Ra vô đụng mặt cũng khó chịu lắm, nhưng cũng phải chấp nhận. Mà công nhận á, bà chủ nói đúng thiệt á. Nhìn cái mặt nhỏ Ngọc Anh, con thấy nó giả tạo gì đâu á. Con thấy Mở Hân á, coi vậy á, mà thẳng tính, thiệt tình đó bà. Cũng may con Hân là đứa biết chuyện, nó chịu về thì cái nhà này mới được yên ổn đó. Vậy mà thằng Bảo không chịu ngó ngàng gì tới, nó chỉ biết lo cho con Anh thôi. Cái thằng không biết nó ăn phải bùa mê thuốc lúa gì không biết nữa. Con cũng hiểu cậu Bảo không sao nữa, tại cậu Bảo không có mắt á. Chứ con thấy hả, con Ngọc Anh có đẹp gì đâu. Con nói thiệt á, con còn đẹp hơn con Ngọc Anh nữa. Chỗ ngủ mày ở đó hả? Riết là tao thấy mày tự nhiên quá. Đâu phải chỗ ngủ của con, con làm cho đẹp thôi mà. Nè, ngày mai đi chợ mua mấy con gà ác, rồi ghé tiệm thuốc bắc hốt mấy thang, đem về hầm với gà ác để cho con Ngọc Anh ăn đó. Ôi da, ôi trời ơi, làm gì mà phản ứng bóp đau vậy nè? Con xin lỗi bà. Bà nghĩ sao vậy? Con ghét Ngọc Anh muốn chết à, tự nhiên vậy bắt đi mua đồ cho nó ăn là sao? Mày nghĩ tao thương nó lắm hả? Chẳng qua vì đứa cháu nội của tao thôi, phải tẩm bổ cho nó, để nó sinh cho tao đứa cháu trắng tròn, mập mạp, hiểu chưa? Con biết rồi. Nè, phải cẩn thận, giao coi chừng con nhỏ đó cho tao. Đừng để con nhỏ nó đi lung tung, nhất là nó lên phòng của vợ chồng thằng Bảo. Đừng để con Hân nó thấy nó khó chịu đó. Con biết rồi. Nói nhiều quá à. Trời đất ơi, mệt mỏi à. Mày làm gì vậy? Ê ê ê, lộn phòng rồi con. Chỗ này là chỗ ngủ của bà. Mà giờ này không phải là giờ ngủ, giờ làm công chuyện. Làm công chuyện giùm cái đi. Xin lỗi. Cái gì cũng la lối la lối, mệt mỏi à. Ngày trước mình từng ao ước tự tay trang trí cho phòng tân hôn của mình với anh Bảo. Ai ngờ giờ nó lại là phòng của người khác.
Ngọc Anh. Dạ. Cô làm gì đó? Đứng lại. Dạ. Có thai, tại sao không về phòng nghỉ ngơi? Lên đây làm gì? Dạ, dạ con... Cô muốn thăm dò cuộc sống vợ chồng thằng Bảo đúng không? Dạ, dạ không phải, con không ý vậy đâu bác. Chỉ là con... Muốn đi đâu thì đi. Nhưng không được lên đây. Trên đây là khu vực cấm đó. Sao lại cấm vậy bác? Tôi nói cấm là cấm, không cần phải hỏi nhiều. Xuống dưới đi, không có việc gì cần thiết, không được bén mảng lên đây. Dạ. Thì sao hả? Bà đừng có trả treo với tôi. Tôi nói cho bà biết, không có tôi á thì mẹ con bà có được như ngày hôm nay không? Cũng vì mẹ con bà, bà con Hân đã hận tôi bao nhiêu năm nay. Bà phải biết điều, mà sống sao cho phải với tôi. Còn không á thì đến từ đâu thì trở vậy đó. Cả cuộc đời mình khổ sở, lẽ nào đến đời của con Ngọc Anh cũng khổ như vậy hay sao? Không, mình không thể bỏ mặc con Ngọc Anh được. Không, nhưng mà nỡ ông ấy biết được thì mình phải tính sao đây? Rời khỏi căn nhà này, quay lại cái thời bần hàn của ngày trước sao? Thật không dễ dàng. Dạ, con chào hai bác.
Tôi đã và đang bằng mọi giá bảo vệ tình yêu của mình. Cho nên cô đừng làm khó tôi và Ngọc Anh. Cô hãy quên hết mọi hận thù đi. Quên à? Tôi cũng muốn quên lắm chứ. Có những chuyện đâu phải nói quên là quên được đâu. Vậy nếu tôi nói là anh phải quên đi tình yêu của anh và Ngọc Anh, anh có làm được không? Thù hận đã khiến cho mình khắc khe và nhẫn tâm hơn. Em đang đánh mất dần tâm hồn của mình rồi. Có đúng không anh Khôi? Lâu lắm rồi tôi mới ngồi trên ghế đá ăn bánh mì như vậy. Cảm giác rất là tuyệt đó. Mà sao kỳ cục vậy? Tôi giúp cô lần nào không bao giờ nghe lời cảm ơn, toàn là nghe cô quán trách không à. Anh ta không bản lĩnh, không quyết đoán, nhưng lại có tấm lòng yêu thương mọi người xung quanh. Em làm tổn thương anh ta như vậy là sai, đúng không anh Khôi? Cái khăn này đẹp lắm, chị nghĩ là sẽ thích hợp với em đó. Em thật sự quá mệt mỏi. Thời gian qua em chưa hề có một giấc ngủ bình yên. Có lẽ đã đến lúc em nên buông bỏ hận thù. Anh không trách em chứ? Công tác ở Sài Gòn về, mình sẽ âm thầm ra đi. Gửi anh Bảo, xin lỗi vì đã chia sẻ anh và Ngọc Anh bao lâu nay. Xin lỗi vì đã làm anh rơi vào con đường hận thù của tôi. Nếu anh thực sự yêu thương Ngọc Anh, thì phải dũng cảm đi tìm và bảo vệ tình yêu của mình. Hạnh phúc sẽ thật quý giá, khi tưởng chừng mất đi, lại tìm lại được. Bởi vì cô biết Ngọc Anh đã mang thai với tôi. Hả? Cho nên cô muốn hãm hại Ngọc Anh có phải không? Trời ơi, tôi cho bà hay. Nhã Hân sau lần bị tai nạn, bác sĩ cho biết nó đã bị vô sinh. Không đúng, các người đã lừa tôi. Chị ta lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ, hối hận, khiến tôi mệt lòng. Cuối cùng thì lợi dụng cái thai đó để đối phó với tôi. Được thôi, các người đem chuyện tôi vô sinh rồi dùng cái thai đó ép buộc tôi. Các người lập to rồi.
chính mẹ con các người đã khiến tôi phải gánh chịu nỗi đau lớn nhất đời mình. Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ một người nào nữa. Tôi sẽ không để cho chị được như ý đâu. Mẹ của chị cũng phải chịu sự trả thù do sự ích kỷ của bà mà ra. Ai vậy? Tôi nè. Người đẹp mang thuốc bổ cho cô uống nè. Thuốc bổ? Bà kêu tôi đem lên cho cô uống đó. Uống nữa hả? Hồi sáng em uống rồi mà, bây giờ lại uống nữa sao? Thuốc bổ, càng uống càng bổ. Mà bổ là bổ cho cháu đích tôn của bà. Mau uống lẹ đi, tôi còn dọn dẹp nữa. Đi. Tôi không có thời gian hầu cô đâu. Người ta không có uống, ở đó bị đặt. Chị Mỹ Nữ, gì? Chị biết sao bác gái bác em uống thuốc này hoài không? Bổ? Thì đúng là thuốc bổ rồi, nhưng mà nó còn một tác dụng khác nữa. Uống thuốc này á là đẹp da, hết mụn luôn. Mà em thấy dạo này hình như chị làm việc nhiều lắm đúng không? Hầu cả nhà, hầu thêm cô nữa. Tội nghiệp chị quá. Bởi vậy em thấy da của chị dạo này sần sùi hơn, mà chuẩn bị nổi mấy cái nốt mụn luôn rồi kìa. Đó, thấy không? Trời ơi, trời, tôi không nhận ra mình nữa. Giờ tôi dạo này xấu dữ vậy trời. Ôi trời, 1, 2, trời, 3 cái mụn rồi. Trời, còn đâu là cái tên Mỹ Nữ của tôi nữa trời. Chị Mỹ Nữ, chỗ chị em với nhau, em cũng thương chị. Hay là bây giờ em sẽ chia thuốc này ra cho chị, mỗi người một nửa. Em uống một nửa, chị uống một nửa. Em vừa bổ cái thai nè, chị cũng hết mụn luôn. Trời, cô thông minh quá à. Để tôi uống trước. Ý, nhưng mà không được. Uống có một nửa, hết con cái mụn rưỡi à. Mà tôi tới 3 cái lận. Cho tôi hết nha. Thôi không được đâu. Cho tôi đi. Không được, em còn phải uống bổ thai nữa. Da tôi dạo này xấu quá. Nếu mà xấu thì đâu còn cái tên Mỹ Nữ của tôi nữa. Cho tôi đi. Nha. Năn nỉ á. Nhưng mà... Nha. Nha. Nha, cô đẹp sẵn rồi. Cho tôi đi. Nha. Thôi cũng được. Dù sao thì ngày nào em cũng uống mà. Em thương lắm. Em mới đưa cho chị uống hết đó nha. Em thương chị lắm em mới chia lại đó nha. Cảm ơn nha. Nhưng mà không được cô ơi. Sao nữa? Bà biết sao? Bà chửi tôi á. Không có sao đâu. Chị không nói, em không nói, làm sao mà bác gái biết được. À, cảm ơn cô nha. À, chị Nữ. Bác gái có trên nhà không? Đang dưới phòng khách á. Có gì không? Không có gì đâu, em chỉ hỏi vậy thôi à. Chị uống thuốc đi. Cảm ơn nhiều nha. Mai mốt á, mà bà có biểu sắc thuốc cho cô á, cô đừng uống, cho tôi hết nha. Nha. Khi nào mà chị có mụn, em sẽ cho chị uống nữa. Hứa nha. Chị uống hết nha. Cảm ơn. Đúng là thank you.
Lan. Dạ, con chào hai bác. Ừ. Ngồi đi con. Dạ. Cô uống thuốc chưa? Dạ rồi. Ừ. Con xin phép hai bác cho con về thăm mẹ con một chút. Tôi đã nói cô rồi, cô đang có thai mới có tháng đầu à, cần phải ở trong phòng tịnh dưỡng, đừng để ảnh hưởng tới cháu nội của tôi đó. Dạ, tại mẹ con bệnh nên con thấy lo quá, con muốn về thăm mẹ. Con mong hai bác cho phép con về. Ừ, mẹ con bị làm sao vậy? Mấy bữa trước thấy con khỏe mạnh lắm mà. Hay quá ha, người ta bệnh mà cũng biết luôn. Con gái qua đây mới mấy ngày mà đã đổ bệnh rồi, còn kêu con gái về thăm nữa chứ. Chắc con người than thở là cái nhà này đối xử tệ với họ đúng không? Dạ, không phải vậy đâu bác. Mẹ con bị bệnh, con thấy lo nên con muốn về thăm thôi, chứ không phải mẹ kêu con về. Con biết là bác thương cháu nội nên bác chăm sóc con rất tốt, con đâu dám than phiền gì đâu. Ai biết trước mặt tôi cô không có nói gì, sau lưng tôi cô lại nói xấu. Thôi, mình đừng có khó dễ với nó như vậy. Để cho Ngọc Anh nó về thăm mẹ nó đi. Nó lớn rồi, nó cũng biết tự chăm sóc bản thân nó mà. Tôi chẳng qua là lo cho cháu nội của mình thôi, rủi nó có bề gì thì sao đây. Thôi được rồi, cô đi đâu thì đi đi, nhà này không cột chân ai hết á. Dạ, con cảm ơn bác. Con cảm ơn hai bác đã cho phép. À, con sẽ tranh thủ về sớm. Dạ, con xin phép. Nghe người ta bệnh hỏi thăm liền ha. Mà nói vậy là sao? Con đang trên đường ra quán cà phê nè mẹ. Mẹ ra chưa? Mẹ xin lỗi con, chắc là mẹ không ra được chỗ hẹn với con. Có chuyện gì hả mẹ? Cũng không có gì. Chỉ là lúc mẹ chuẩn bị đi thì dượng con về, mẹ không tiện ra ngoài gặp con lúc này đâu. Thôi để hôm khác mẹ con mình gặp nhau nha con. Mà mẹ, mẹ sao nghe giọng mẹ khác lạ quá? Hay mẹ có chuyện gì giống mình? Không biết mẹ có sao không nữa. Mỗi lần sinh ra ngoài rất khó, mình phải tận dụng cơ hội này gặp mẹ mới được. Anh ơi, dòng đầu xe lại giùm em. Dạ. Bà vừa nói chuyện với ai vậy? Có phải là con Ngọc Anh hay không? Ông ra tù khi nào vậy? Còn dám hỏi tôi nữa hả? Cái thứ đàn bà phản bội như bà, đúng là khốn nạn quá mà. Bà là một người vợ nhẫn tâm. Bao nhiêu năm qua tôi chịu biết bao nhiêu khổ sở, còn bà thì sao? Sống trong chăn êm nệm ấm quá hả? Ông còn lớn tiếng trách móc tôi sao? Chính ngày đó ông đã vì tiền mà bỏ mẹ con tôi. Mẹ đó,